Vâng, Kia xin kính chào tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Noga Dược ha quý con. Đó thì ngày hôm nay thì Kia có mặt tại cây lậy Tiền Giang quý con. Đó đi vô thăm cái vườn na. Cái vườn na Thái này nó tuổi thọ là 2 năm quý con, thấy cây nó phát triển khá là lớn ha. Thì trước đây quý con thì cái chủ vườn ha thì áp dụng những cái quy trình cũng như là cái kỹ thuật ha là tự hiểu biết ha. Cho nên là cái vườn na này nó không đem lại một cái hiệu quả tốt nhất. Thì bên cạnh đó thì chú cũng xem cái kênh YouTube của Kia cũng rất là nhiều, cho nên là cũng bắt gặp những cái số điện thoại của Kia để thì sắp xếp một thời gian để vô tận vườn như này để hỗ trợ cho chú ha, là cái mùa vụ năm nay để chúng ta xử lý ra là nghịch mùa ha, trên cái cây na Thái để cho cái giá trị kinh tế của chú tiếp theo cho nó cao. Đó thì để hiểu rõ hơn những vấn đề này ha, thì Kia cũng muốn chia sẻ cho ngày quý con ngày hôm nay đó là cái quy trình mà chúng ta để xử lý cây na Thái ra qua ở cây lậy Tiền Giang. Đó thì sau khi quý con chúng ta thu hoạch những cái trái na ha, trái na xong rồi thì chúng ta sẽ cung cấp những hàm lượng dinh dưỡng. Thì kia vừa qua thì Kia cũng cho bón là cái hữu cơ quy sinh hoạt lửa 07 cộng carbon mát ra băng ha, thì cái cây hiện tại giờ nó cũng tươi tốt, rất là tốt ha. Đó thì cái lá hiện tại và những cái cơ đọt non hiện tại giờ đang chuyển qua cái lá lụa cái màu đồng này quý con ha. Đó mềm mềm tay, rất là phù hợp luôn nè. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm quan trọng mà để cho chúng ta tạo mầm hoa. Đó thì để tạo mầm hoa để cho nó đạt hiệu quả quý con, thì chúng ta làm theo từng cái bước như thế nào để cho nó dễ dàng, để cho nó đạt hiệu quả ha. Đó thì đối với cái cây mà nó đang đang ở cái giai đoạn lá như này nè quý con ha. Đó thì chúng ta sẽ phun cái bộ ba làm bông, cái bộ ba làm bông thì gồm những cái sản phẩm nào. Đó thì ngày hôm nay thì Gia chia sẻ với quý con luôn ha. Đó, đây là cái 10-60-10 10-60-10 MKB và ga qua đồng loạt. Và ga qua đồng loạt để ba sản phẩm này là quý con. Ba sản phẩm này thì quý con pha lại cho Kia ha. Thì tùy theo cái thời tiết theo hàng năm á thì quý con có thể pha là từ 300 tới 350 lít nước ha. Quý con phun ướt đều tạt. Phun ướt đều tạt như này cho Kia. Đó. Thì cứ 7 ngày quý con phun lặp lại cho Kia một lần ha. 7 ngày phun lại một lần. Thì sau khi mà chúng ta phun đã được hai cử rồi quý con thì quý con thấy những cái lá mà những cái lá mà bắt đầu ha, bắt đầu nó sẽ già, nó sẽ già lên nè. Đó. Nó sẽ già lên. Nó già lên và nó có hiện tượng như là nó phê thuốc rồi ha, nó lá nó săn lại. Quý con thấy rất là rõ không? Đó. Thì sau khi mà chúng ta thấy cái lá nó có những cái biểu hiện như thế này đó thì tiến hành ha, thì tiến hành ta ngưng phun thuốc và đồng thời nữa thì chúng ta sẽ tỉa tàn, tỉa tàn dạng ta tuốt lá tuốt lá ha. Thì đây thì Kia cũng chia sẻ cho quý con một cây ha, để cho quý con ta dễ dàng cái áp dụng ra. Tàn chúng ta quý con cứ cắt mạnh dạng ra như thế này ha, những cái cành tâm nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ loại bỏ hết cho Kia để nhằm tạo cái điều kiện ha, tạo cái điều kiện cho cái cho cái cây nó có cái sự mà thông thoáng ha quý con, là có sự thông thoáng. Sau khi mà những cái bông mà nó bắt đầu nó ra thì nó sẽ thông thoáng hơn, thông thoáng hơn, nó sẽ hạn chế ha, hạn chế được cái những cái côn trùng chết thúc. Đó. Cắt mạnh dạng cho ra ha quý con ha. Đây là chú Sáu chủ vườn ha quý con. Những cành khô á, cái cành khô mà cái cành mà nó không lại đem lại một cái hiệu quả gì hết cũng như là cái năng suất gì hết thì chúng ta loại bỏ, mạnh dạng loại bỏ cho ra luôn. Cũng ra trái nó bỏ vô rồi để làm cái trái khác chứ dạ, nó đâu có chất lượng gì, không đây. Nói chung thì cây na thì mình xử lý ra hoa ra trái, ra hoa rất là dễ ha, rất là dễ, không có khó ha quý con. Tôi người đó lên năm rồi tôi làm trần ai nó không ra trần đó, đó cái trái này mình tôi để lại mà điện cái năm rồi mấy ông kia nó chịu chỉ lên để cây rồi mới xịt thuốc nào mà
cái lá nó rụng nó tạo cái rồi cắt cắt hết luôn. Vậy hả? Ừ. À, nó rụng lá rồi mới cắt như thế này đó hả? Ừ, nó rụng lá lên cái cắt cây không có lá. Không cái kịp. Rồi nó cũng nó không ra trái mà có gì ra nữa mà nó tầm bảy tầm ba. Hoặc là nó bị rụng hết trơn à? Bị rụng. Vậy. Rồi cũng mới có trái non bằng ngón ngón tay thì là gãy phân vô nó rụng mẻ hết hả? Rụng hết rồi. Dạ đúng rồi. Bởi vậy đâu có biết rồi bây giờ bởi vì nay ổng lên mạng rồi ra tìm cái ông Toàn. À. Chứ để làm không có rồi có thu hoạch gì. Cũng dạ. Như cái cây này nó độ khoảng chục trái được không? Cây này có 20-30 trái luôn. Phải không? 20-30 trái luôn. Cây nó rất là to. 20-30 trái là cũng khoảng trái trung bình 30 trái thì trung bình nó cũng mười mấy ký hả? Dạ đúng rồi, tại vì nếu mà trường hợp mình dinh dưỡng mình tốt đầy đủ không thì trái nó tầm khoảng cỡ 8-800 gram. Tôi cho cây này lấy được chục ký được rồi. Dạ. Chục ký cũng giờ cũng mấy trăm ngàn ạ. Dạ, nói chung bây giờ nó cũng có giá đó. Cho 30 ngàn ký cũng có 300 ngàn. Thử đợt này thì chú gán giúp cho cái kỹ thuật thì, cái cách thì. Dạ. Thì sau khi mà chúng ta sẽ cắt cành như thế này nữa con. Chúng ta tạo cái sự thông thoáng ha. Thì sau khi tầm khoảng cả 10 tới 15 ngày tiếp theo đó, thì cái cây chúng ta nó sẽ bắt đầu nó sẽ nhú những cái cơ đọt cũng như là cái quá trình mà cái bông nó đã ra sau tầm 15 ngày sau khi mà chúng ta cắt cành như thế này đó. Thì ở video tiếp theo ha, thì ca cũng chia sẻ tiếp theo cho quý của con ta cái quá trình mà chúng ta dưỡng bông dưỡng hoa để hạn chế mà rụng sinh lý cũng như là cái quá trình mà nuôi trái để như thế nào, dinh dưỡng như thế nào để cho đạt hiệu quả. Thôi thì ở video này thì ca cũng chia sẻ cho quý của con là cái cách mà chúng ta để tạo mầm hoa cũng như là tỉa tàn và tạo tán để cho cái cây na cho nó có cái sự thông thoáng như là cái tỷ lệ ra hoa nó đạt hơn hai quý con ha. Đó thì một lần nữa thì Kia cũng cảm ơn tất cả quý con theo dõi cái kênh YouTube cùng Ngô Gai Dược. Đó thì mọi thắc mắc cũng như là yêu cầu kỹ thuật gì quý con hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia cũng có để lại những cái số điện thoại trên màn hình. Đó thì hoặc là quý con có thể để lại những bình luận dưới video ha, thì Kia cũng sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý con để cho quý con áp dụng được cái kỹ thuật vườn cây ăn trái của nhà mình ha, để cho nó đạt hiệu quả tốt nhất quý con nha. Vâng, thì một lần nữa thì Kia cảm ơn tất cả quý con. Thì Kia cũng hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18 giờ 30 phút hàng ngày ha quý con. Vâng, Kia tạm thúc video đây.